Vào trưa nay, 11 tháng 9, câu lạc bộ Hà Nội chính thức thông báo chiêu mộ thành công chân sút Derek Zotagiltazo. Tiền đạo này sinh năm 1993, cao 1m78, từng thi đấu cho U20 Cameroon và có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Cameroon vào năm 2018. Tổng cộng, Zotagil có 3 lần ra sân, ghi được một bàn thắng trong trận giao hữu thắng Zambia 2-1 vào ngày 9 tháng 6 năm 2019. Zotagil trong màu áo tuyển Cameroon. Cầu thủ 30 tuổi sinh sống cùng bố mẹ và học bóng đá tại Brazil, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Irati. Năm 2012, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo đội Irati trước khi chuyển đến thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng xứ sở Samba như Santos, Botafogo, Cruzeiro. Đáng chú ý, Zotagil có 131 trận đấu tại hệ thống giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong màu áo Maritimo từ năm 2017 tới 2023, riêng năm 2019 về Brazil thi đấu cho Cruzeiro theo dạng cho mượn. Anh đóng góp 38 bàn thắng và 6 kiến tạo trong thời gian khoác áo Maritimo. Đây cũng là giai đoạn Zotagil từng có cơ hội đối đầu với Bruno Fernandes khi tiền vệ này còn khoác áo câu lạc bộ Sporting CP. Zotagil có 3 mùa giải ghi được 9 bàn, 1 mùa ghi 8 bàn, là chân sút chủ lực giúp Maritimo trụ lại giải vô địch Bồ Đào Nha. Tới mùa năm 2022 đến năm 2023 khi Zotagil chấn thương, chỉ có 14 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng, đội bóng này đã phải xuống hạng. Trước khi đến Việt Nam, Zotagil đầu quân cho câu lạc bộ Al Hazm thuộc giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Anh hiện được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 750.000 euro, hơn 19 tỷ đồng. Vào thời điểm đỉnh cao, Zotagil từng được định giá 2,5 triệu euro, gần 65 tỷ đồng, vào tháng 1 năm 2018. Với việc chiêu mộ Zotagil, câu lạc bộ Hà Nội hiện có 7 ngoại binh. 4 cầu thủ cũ bao gồm Kean, Zevetovic, Markao và Musaev, còn 3 tân binh gồm Damien Letalek, Brandon Wilson và Zotagil. Động thái này cho thấy quyết tâm của câu lạc bộ Hà Nội khi tham dự Cúp Châu Á mùa tới. Theo quy định của AFC, mỗi câu lạc bộ giữ AFC Champions League được sử dụng trên sân 5 ngoại binh bất kỳ và 1 ngoại binh gốc châu Á, trong khi số lượng ngoại binh đăng ký dự giải có thể nhiều hơn. Nói về việc bạo chi gần đây để mang về những ngoại binh chất lượng cho V-League và đặc biệt là AFC Champions League, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang cũng chia sẻ: "Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ để có thể chơi tốt nhất tại AFC Champions League, làm tròn trách nhiệm đại diện cho bóng đá Việt Nam dự giải châu Á. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ý thức được trách nhiệm của mình và sẽ nỗ lực mang về kết quả, những màn trình diễn hay nhất gửi tới NSM thủ đô cũng như cả nước. Zotagil là sự bổ sung chất lượng cho hàng công câu lạc bộ Hà Nội." Cũng trong trưa nay, câu lạc bộ Hà Nội còn công bố thêm bản hợp đồng có tên Đào Văn Nam. Cầu thủ sinh năm 1996 cũng là một sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ Hà Nội, cùng lứa với Quang Hải, Đình Trọng và Thành Trung. Đào Văn Nam là một trong những trụ cột quan trọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh những mùa giải vừa qua. Kể từ khi cùng đội bóng này thi đấu tại V-League 2020 đến nay, anh có 48 lần ra sân, ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Đào Văn Nam là sự thay thế cho Bùi Hoàng Việt Anh vừa rời đi để gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội.